Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Rocket2P nha. Đến với video review hợp trang ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Kingdom 1765 nha anh em. Và trên màn hình mình đang có ở đây là quả nick Mr. Sin tới từ liên minh WA65. Nhưng mà sao điểm tiêu diệt chỉ có 381 triệu thế này. Đấy, sức mạnh thì là 86 triệu 6 nha anh em. Wow, một cái nick happy nông dân à. Ở đây số này đang nhập liên tục là 1149 ngày này. VIP thì là VIP 15 nha anh em. Cũng không có nạp một cái rương VIP nào luôn nha các bạn. À đây có nạp luôn nha các bạn. Đây có nạp đến rương VIP 7 luôn. Như vậy là cũng không phải dạng vừa rồi. Phần sức mạnh thì 86 triệu 6 nền văn minh thì bạn đang sử dụng ở nền văn minh Đức. Thật sự thì cái điểm tiêu diệt mà chỉ có 381 triệu thì là quá thấp mọi người. Mình không biết là cái nick này là bạn chơi từ đầu hay là do là bạn lấy nick farm người khác hay là bạn mua hay như thế nào. Nhưng thật sự là điểm tiêu diệt quá thấp nha anh em. Đó, 62 triệu QT1 thì không nói làm gì đi. Nhưng mà chỉ có 11 triệu QT4 và 12 triệu QT5 thôi. Đó, tổng điểm tiêu diệt rất là thấp. Thông tin thêm này, sức mạnh tối đa mà nick này từng đạt được lên tới là 95 triệu bao các bạn. Chết 8 triệu 2, thu thập tài nguyên là 20 tỷ 4 và hỗ trợ tài nguyên là gần 10 tỷ nha các bạn, 9 tỷ 9. Ok, đội quân này. Ở đây chúng ta có là 3 đường T5, chắc là 4 đường T5 đấy, chẳng phải 3 đường đâu. Và 700.000 xe T1, 851.000 bộ binh T5 này, 983.000 kỵ binh T5 và gần 1 triệu 3 T5 cung nha các bạn, rất nhiều lính luôn. Ở một cái nick mình thấy là khá là nhiều lính đấy, bao to đấy mà không hiểu sao Keyboy lại thấp thế. Hy vọng là mình có thể giải đáp được trong video này. Đây là phía bên trong thành phố thì mình thấy bạn trang trí kiểu cũng bình thường em nhỉ, tôi thấy cũng không có gì đặc sắc lắm. Đây là chỗ tòa thị chính đi, 16 trên 84 cái giao diện thành phố tất cả. Và bạn đang dùng cho mình đó là cái nhà hoàng hôn buông xuống, cộng thiệt hại kỹ năng 5%. Đối với nhà này tôi thấy là các bạn chơi bộ kỵ cung, các bạn chơi cái nào các bạn xài được nhá. Kể cả bộ mình nghĩ là cũng xài được luôn. Đấy, nó bị mất đi một ít tấn công ấy, nhưng các bạn được thêm cái sát thương kỹ năng khá là ngon. Ở cung điện Tokapi, cái nhà này thì cậu phòng thủ cung 10% trừ tấn công đội quân 3%. Thì tính ra nếu các bạn chơi chuyên cung mặc cái nhà này ấy, thì các bạn cũng bị mất đi 39% chỉ số tấn công, thì nó cũng không thật sự là mắc binh lắm. Đa số cái nhà này người ta dùng để lấy cái khôi phục điểm hành động 5% thôi. Ok, hết rồi anh em, không mấy skin nhà nào trông nó đẹp đẹp nhở. Hết rồi các bạn, đi luôn là mục chỉ huy của nick nông dân lỏ thôi anh em ơi. Đây chúng ta có sức mạnh này, huyền thoại này, 6 con tướng chưa triệu hồi. Vâng, 6 con tướng khá là nhiều. Theodora này, Honda đấy, rồi chúng ta có Flavius, Zanzika, rồi Boudica và Sargon. Bạn chưa triệu hồi chưa? Nick này chắc chắn là có nạp tiền rồi đúng không? Đầu video chúng ta thấy là bạn có nạp với gói VIP. Ở đây thì bạn có cho mình con Nebuchadnezzar Max Skill này. Đấy, con này thì hiện tại đánh thấy khá là yếu. Nhiều bạn vẫn thấy mạnh nhưng mà mình không biết tại sao mình đánh yếu thế. Có thể do con Nebu của mình yếu chăng? Bạn dồn vào đây đồ rất là nhiều nha. 6 món cam, một cái phụ kiện là đồng xu à. Wow, cái phụ kiện đồng xu nổ Talon cung thì các bạn sẽ được cái hệ số lá chắn từ 500 lên 150 nữa là 650, khá là nhiều. Đó, cũng có được 4 món Talon nha, nổ đồng xu rất ngon. Ở vũ trang của Nebuchadnezzar chúng ta có là tấn công cung 3,7, phòng thủ cung 4,9, không có máu cung, mọi thiệt hại 1,8 nha. Một cái minh văn khát chiến tăng sát thương toàn tấn công thường 1%. Và ở đây mình sẽ xem chỉ số con Nebu này một chút. Tấn công cung là 32% này, phòng thủ cung là 27,5 và sức mạnh cung là 16%. Bảng tài năng của bạn nào? Bảng tài năng Nebuchadnezzar thì bạn quyết định sử dụng là full nhánh xanh nha. Một cái bảng tài năng khá là cơ bản cho mấy con tướng chuyên cung. Mình hiện tại cũng đang dùng bảng như thế này. Tiếp tục bạn có Nevsky cũng max skill luôn. Và đây thì bạn đang dùng cho mình đó là 6 món đồ cam nha anh em. Không có mũ và không có áo luôn. Ở phụ kiện cũng nổ được một cái tù và có Talon này. Mình xem vũ trang nào. Vũ trang tấn công kỵ binh 1.9, phòng thủ kỵ binh 4.6, sức mạnh kỵ binh 2.1. Vũ trang khá là yếu nha. Chỉ số của Nevsky hiện tại là tấn công kỵ 28% này, phòng thủ kỵ là không có và sức mạnh kỵ là 20%. Bảng tài năng của Nevsky thì ở đây bạn cũng dùng cho mình đó là full nhánh xanh. Thì ở đây thì bạn quyết định là không lấy vào cái điểm kích tăng sát thương gây ra trên quân cung. Mình nghĩ chúng ta nên lấy cái điểm này tại vì hiện tại trên đồng phiêu cung cũng khá là nhiều ấy. 9% sát thương lên cung thủ là không hề ít nha các bạn. Mình thì bình thường mình sẽ bỏ cái điểm tốc độ chạy này đi và mình lấy cái điểm kích này, tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn một chút. Tiếp tục có Artemisia này, của bạn thì max skill luôn. Không có đồ nha anh em, chỉ mỗi 2 set đồ thôi. Vũ trang thì tấn công cung 3.9, phòng thủ cung 3.7. Cái này vũ trang khá là yếu, không hiểu sao bạn chơi lên cái lượng power to như thế này. Nhưng mà mình cảm giác đồ đạc của bạn hơi ít. Đây là bảng tài năng của Boudica. Ok, quyết định lấy vào đây hai cái điểm và điểm nọc độc.
Tại sao không lấy full điểm này luôn nhở? Có thể bỏ bớt cái điểm nộ này đi cũng được các bạn. Xong đấy lấy lên cái điểm nọc độc thì tôi thấy nó sẽ ok hơn đấy. Các bạn đã tăng sát thương khá là nhiều. Quan Vũ này, Quan Vũ thì chỉ 5553 thôi anh em. Và đây thì bạn mặc cho mình đó là 3 món tím, 2 món cam, 2 món lam. Chỉ số của Quan Vũ một chút nào. Đây là vũ trang này, tấn công bộ 6.4, phòng thủ bộ 4.9 và sức mạnh bộ 6.4. Wow. Set vũ trang này có vẻ là ngon nhất trong những set vũ trang mà chúng ta vừa quan sát. Ở thông tin minh văn, một cái là tăng máu đội quân 2.5 và một cái là đội quân tăng tấn công 2.5. Edward của bạn max skill này, Edward là không có đồ rồi. Di song di max này. Có hạng vũ thì 5525. Ôi giống một hạng vũ ngày xưa của tôi thế. Hạng vũ này tôi nghĩ đánh được thì các bạn không yếu đâu. Chúng ta có Tào Tháo 5554 này gần max luôn. Quốc tướng di song di max. Tomirit 5355. Wow, lên con này làm gì ta? Nick này chắc là trước bay về K2, K3 quá nhỉ. Có CM 5543 này. Sơn Đế Ốc Max Skill. Có Elsid 5543. William thì 5251. SCPO 5411. Ok, có Ishida Max, Cleopatra Max. Richard của bạn thì 5212. Ở kỹ năng quân man rộng rất là thấp luôn, chỉ có 126 triệu điểm thôi. Và chúng ta tiếp tục có ở đây là con Minamoto. Đó, hồi nãy thì bạn ấy mua gói VIP từ VIP 1 đến VIP 7 thì phải. Thì bạn đã mở được con Mina 5521 nha anh em. Tôi không chắc là bạn có phải bạn mua hết từ VIP 1 đến VIP 7 không cơ. Tại nãy xem có mấy cấp VIP cuối không ạ? Đó, như vậy là hết tướng rồi nha anh em. Đó, cái nick này chơi 1.000 ngày, nó power rất là to. Kill point khá thấp, có lẽ là bạn chơi cũng hơi nông dân một chút. Mình sẽ xem cho mục đạo cụ xem bạn có tích được nhiều đồ không. Ở ngoài thì cái nick này bạn đang còn khoảng tầm 800 triệu tài nguyên rồi các bạn. Đây là tài nguyên trong túi này. Không có những cái điểm VIP, không có game ở đây. Game ở ngoài chỉ còn khoảng gần 5.000 thôi. Ở cái nick này thì tài nguyên túi cũng rất là ít luôn. Các bạn có thể quan sát thấy này, rất là ít tài nguyên. Đây là một tăng tốc. Một cái nick đánh nhau ít thì tăng tốc chữa thương của bạn còn như thế này tôi nghĩ là cũng không nhiều bạn. Tôi nghĩ là kiểu mà ít đánh nhau như thế tăng tốc phải còn nhiều chứ. Ui. Ôi quả nick này thì chắc là chuẩn bị cho về vườn đây anh em ơi. Chứ cái nick này thì chơi gì nữa các bạn. Nói thật chứ không phải chê nhưng mà không có một tí tăng tốc nào luôn. Mình không biết là bạn đã dùng tăng tốc để làm việc gì. Nãy mình check ở trong mục skin nhà mình không thấy bạn có nhà thiên đỉnh. Như vậy thì bạn đã dùng tăng tốc để up power hay làm cái gì đó. Nhưng mà đại khái là không còn tăng tốc anh em. Đó. Mình cứ tưởng là một cái nick mà kill point thấp như thế này thì bạn phải còn nhiều tăng tốc và tài nguyên lắm. Nhưng mà không các bạn. Kill point thấp và tăng tốc cũng không có luôn. Nên mục tăng mạnh cũng không có những cái vật phẩm đánh nhau người ta hay dùng. Như là mở rộng đội quân 50% và cái tăng chỉ số 10%. Đây là một thiết bị này. Đó, thiết bị thì vật liệu còn một ít. Đồ cam thì bạn cũng có cho mình khá là nhiều. 3 này, 7 này, 11 này, 14 món cam. Và nick này thực ra đập đồ cũng khá là hên nha anh em. Nó nick này bạn đập được hai cái phụ kiện nổ tan thần rất là hên luôn. Khá là đáng tiếc nhưng mà còn nick bạn đang có dấu hiệu gọi là ruồng bỏ nó thì phải. 3, 4, 5, 6. 6 món tan thần trên 14 món. Và đặc biệt bạn nổ cả hai cái phụ kiện. Cái này là đúng kiểu kẻ ăn không hết, người làm không ra đây. Tôi thấy nhiều ông đập 30 món, không có một món ca nào ta lần. Thì nick này đập có 14 món thôi thì nổ tới 6 món và trong đó lại có tới hai cái phụ kiện. Rất là may mắn. Tuy nhiên thì cái nick này tôi cũng không biết là có phải là bạn thuộc cái tuyếp người gọi là mua về dùng như phá không. Hay là đây cốt nó là một cái nick farm nữa các bạn. Vũ trang không có gì đặc sắc lắm. Tại nãy vũ trang chúng ta xem xong các bạn thấy là vũ trang cộng chỉ số khá là thấp. Đây là mục khác này. Ok, dịch chuyển thì vẫn đang còn một ít. Ở vé bay còn 22 vé là không bay được rồi. Ở bình AP ở đây cũng còn rất là ít. Sách kinh nghiệm này. Chọc vàng còn 53 chọc. Wow, như vậy là cái nick này cũng sắp về vườn được rồi anh em ạ. Nick này thì nói thật luôn là chơi tiếp thì cày rất là lâu nha. Cái nick này nếu mà để cày lại tôi nghĩ là cũng phải mất thời gian tính đến gọi là hàng năm trời mới thể ổn lại được ấy. Ở đây thì bạn đang đi đào tài nguyên. Và các bạn thấy là hồi nãy đầu video thì mình có show là bạn thu thập lên tới là 20 tỷ tài nguyên. Chắc chắn là nick này ít farm game rồi. Mình sẽ check qua một chút về những đạo quân mà bạn sử dụng để đánh nhau. Ok anh em, bạn có ở đây đạo đầu tiên của chúng ta là con Nepki Doan P. Và Doan P của bạn thì chỉ 5111 các bạn. Đạo thứ hai là hạng vũ William này. Đạo thứ ba là quan vũ SC. Đạo thứ tư là Nebuji và đạo thứ năm là Artemisia Tomirit nha các bạn. Ok, năm đạo thì khá là lôm côm nha. Nói thật luôn là tướng thì chưa mắc và đồ thì cũng khá là ít. Thật ra thì những cái quả nick mà mình review ấy thì thông thường mà mình thấy các bạn ấy đánh kiểu mà nông dân kill point thấp ấy thì thường đi kèm với đó là còn rất là nhiều lực ở trong túi. Tuy nhiên nick này thì bằng một cách nào đó bạn ấy hết cả lực luôn các bạn ạ. Nick này nói chung là bây giờ nếu mà bạn chủ nick này muốn chơi tiếp thì tôi thấy rất là vất vả luôn anh em. Thật sự rất là vất vả đấy. Tại vì không còn cái gì để chơi chứ.
Ở đây chúng ta có là Kingdom 1765 nha các bạn, với một liên minh top 1 là 7 tỷ 7. Một liên minh như thế này chúng ta có thể định hướng đây là Kingdom đánh seed thấp rồi. Càng ngày thì những Kingdom seed thấp càng xuất hiện nhiều trong game. Hiện tại thì ở WA65 thì chưa có một ngôi sao trên lá cờ KVK, qua liên minh thì qua 27. Thủ lĩnh là Mr. Anh Khoa. Mr. Anh Khoa nghe khá là quen, mình không chắc là mình đã review chưa nữa. Nói chung là Kingdom 1765 này hình như trước tôi có review mấy nick rồi hay sao ấy. Có top 1 pound là Mr. Anh Khoa này, 124 triệu pound. Điểm tiêu diệt là 5 tỷ 7, nick này là bot của bên 1765 nha, hiện tại đang cầm vua luôn. Top 2 là Miss Thị Bơ, nó 108 triệu pound, Q-Point 200 triệu. Cái này thì mình cũng không muốn chê với anh em Kingdom Việt Nam đâu, nhưng mà thật sự là Q-Point hơi thấp quá anh em. Tiếp tục là một nick Mr. Hiko này, sức mạnh 108 triệu pound, điểm tiêu diệt 469 triệu. Khá là thấp các bạn. Wow, sức mạnh 102 triệu pound, điểm tiêu diệt là 469 triệu. Có lẽ là ở những Kingdom seed thấp như thế này thì người ta cũng ít đánh nhau, KVK cũng ít có điều kiện đánh nhau các bạn. Mình đã từng ở những Kingdom seed thấp rồi. Đấy, mình đã từng ở 1545. Tiếp tục một nick nữa là 97 triệu pound, điểm tiêu diệt chỉ có 286 triệu. Thì seed thấp thì nói chung cũng hên xui ấy, đôi khi KVK người ta không đánh thì không có kill cũng là bình thường thôi anh em. Nhưng mà đa số Kingdom 1765 kill khá là thấp. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng tuy kill thấp nhưng mà các thành viên thì power rất là cao. Có lẽ là do Kingdom này người ta cũng không quá đặt nặng cái vấn đề gọi là phải đánh lăn xả đến chết ở KVK nghe. Thì những cái liên minh này tôi thấy là chơi cũng khá là vui và cũng thích hợp với một số bạn mà kiểu không có thời gian cho game mà muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm những Kingdom như thế này. Hiện tại thì W675 thì không có tuyển quân nhá anh em. Nó mình chỉ review thôi để tránh anh em nghĩ rằng đây là một video tuyển quân. Nhưng mà W675 thì thật sự là kill point khá là thấp. Chơi có vẻ đơn giản đấy nhở. Điểm tiêu diệt của bot này 5 tỷ 7, top 2 3 tỷ 6, 2 tỷ 3, 2 tỷ 1, và cũng có được là 17 người chơi là kill trên 1 tỷ nha anh em. Còn lại mặt bằng chung thì kill point khá là thấp và power rất là cao nha các bạn. Những cái nick mà trong top bảng xếp hạng thì mình vừa ấn cho các bạn xem là power toàn 8 mấy, 9 mấy và 100 triệu không. Nhưng mà kill point chỉ loanh quanh con số là vài trăm triệu thôi. Tuy nhiên thì có lẽ là do Kingdom Việt Nam nên là người ta cũng gọi là đánh nhau hòa thuận các bạn, người ta cũng không có dấu hiệu kích hay là sàng lọc nông dân giống như ở những Kingdom mà người ta máu chiến một chút. Ok anh em, và video ngày hôm nay của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Đó, một cái video mình nghĩ là cũng khá là thú vị. Chúng ta có một quả nick nông dân tới từ một Kingdom Việt Nam có cái lượng kill point khá là thấp. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng Kingdom có vẻ là vẫn rất là hòa bình, rất là kiểu kết hợp với nhau các bạn. Đơn giản bởi vì ở seed thấp ấy, thực ra người ta cũng không quá quan trọng là các bạn phải tiêu diệt quá nhiều. Đấy, miễn sao là các bạn có thể đánh KVK tham gia giao lưu chém gió cùng những thành viên cùng liên minh là được. Đó, đừng, các bạn cũng không nên áp đặt những cái chỉ số của những cái cụm KVK cao đối với những Kingdom seed thấp nha anh em. Đó, nhưng mà công nhận là cái người chơi của phía 1765 là thấp thật. Đấy, không biết là có liên minh Việt Nam nào mà cũng kill thấp như thế này không nữa các bạn ạ. Ok, và cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.